một pháp luật hôm nay sẽ tiếp nối chương trình với các thông tin liên quan đến pháp luật mà người dân cần biết. Tại dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ Công an đã đề xuất mức phạt mới với người điều khiển xe máy thiếu một trong các bộ phận bắt buộc như còi, đèn, gương chiếu hậu. Dự thảo nghị định quy định mức phạt từ 100 đến 200 ngàn đồng được áp dụng đối với người điều khiển xe máy thuộc các trường hợp vi phạm sau. Xe không có còi, đèn soi biển số, đèn báo hãm hoặc gương chiếu hậu bên trái. Nếu các bộ phận này có nhưng không hoạt động đúng chức năng, người lái cũng sẽ bị xử phạt. Xe không có đèn tín hiệu hoặc đèn tín hiệu không hoạt động. Sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật dành cho từng loại xe. Xe không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc các bộ phận này không đáp ứng quy chuẩn về môi trường liên quan đến khí thải và tiếng ồn. Bên cạnh đó, dự thảo còn đề xuất mức phạt từ 800 đến 1 triệu đồng cho các hành vi vi phạm liên quan đến giấy tờ và biển số xe như không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng chứng nhận đăng ký đã hết hạn, mức phạt có thể lên đến 2 đến 3 triệu đồng. Đối với một trong các hành vi xe đăng ký tạm nhưng hoạt động quá phạm vi thời hạn cho phép, sử dụng xe sản xuất hoặc lắp ráp trái quy định để tham gia giao thông